Đơn hàng 7 món của bạn Kim Trần đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là giấy nốt hộp sữa 200 tờ. Tiếp theo là băng keo hai mặt dạng bút kéo. Sổ tay học từ vựng 80 trang. Sổ tiết cơ là size 24 trang. Một cái nhíp gấp tiết cơ. Sổ là size A7. Và cuối cùng là bút bi dẻo đầu thú gấu trúc. Liam cảm ơn bạn Kim Trần đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 106k cả ship. Đơn hàng 6 món của bạn Quỳnh Hương đến từ Đồng Nai. Đầu tiên là thùng đựng rác mini. Tiếp theo là kệ 2 tầng lưới loại vuông rộng. Băng keo 2 mặt dạng bút kéo. Sticker 1 tấm lớn Epibara. Sticker 1 tấm lớn phong cách Hàn Quốc. Và cuối cùng là sticker tấm lớn lấp lánh. Liam cảm ơn bạn Quỳnh Hương đến từ Đồng Nai đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 91k cả ship. Đơn hàng 5 món của bạn Mỹ Duyên đến từ Cần Thơ. Đầu tiên là hộp lomo cạc Blackpink 92 món. Tiếp theo là bấm giấy có kèm hộp ghim. Một ống kem keo thạch tiếp 50g. Một túi hạt bom bom 100 hạt. Và cuối cùng là sticker lấp lánh. Liam cảm ơn bạn Mỹ Duyên đến từ Cần Thơ đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 94k kẻ ship. Đơn hàng 8 món của bạn Ly Trần đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là sổ tiết cơ cuộc sống bé gái. Tiếp theo là sổ là size A5 Sanrio. Tiết cơ cuộn bé gái mẫu mới. Sổ tiết cơ là size 24 trang. Set 6 tấm tiết cơ Sanrio chữ nhật. Tiết cơ 1 tấm lớn Capybara. Tiết cơ dán móng hình bướm. Và cuối cùng là hộp nhựa 16 miếng tiết cơ rời. Liam cảm ơn bạn Ly Trần đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 124k kẻ ship. Đơn hàng 5 món của bạn Minh Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là túi bóng kính trong suốt dán miệng 100g số lượng 2. Tiếp theo là blind box bên trong có cham capybara số lượng 2. Phụ tem cảm ơn 500 miếng. Cột tóc lon đính cham. Và cuối cùng là sticker shop. Liam cảm ơn bạn Minh Anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 117k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Thúy Hoài đến từ Quảng Ninh. Đầu tiên là hộp 6 cuộn washi tape. Tiếp theo là túi bóng kính trong suốt dán miệng 60 cái. Và cuối cùng là sticker các sẵn có quay sách. Liam cảm ơn bạn Thúy Hoài đến từ Quảng Ninh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 61k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Thái Tuyết đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là sticker shop. Tiếp theo là vòng tay có đính cham. Và cuối cùng là hộp blind box bên trong có cham capybara. Liam cảm ơn bạn Thái Tuyết đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 23k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Mai Anh đến từ Quảng Bình. Đầu tiên là sổ sticker là size 24 trang. Tiếp theo là hộp lomo cạc Blackpink 92 món, bên trong có 60 tấm lomo cạc và 32 random sticker. Và cuối cùng là cuộn washi tape cute. Liam cảm ơn bạn Mai Anh đến từ Quảng Bình để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 54k kẻ ship. Đơn hàng 3 món của bạn Khe Hân đến từ Bình Dương. Đầu tiên là set nhãn dán công chúa truyện tranh. Tiếp theo là đồ chơi lắp ráp mô hình công chúa 3D. Và cuối cùng là hộp 100 tấm sticker lấp lánh. Liam cảm ơn bạn Khe Hân đến từ Bình Dương để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 114k kẻ ship. Đơn hàng 2 món của bạn Nhân Trần đến từ Bến Tre. Đầu tiên là hộp 108 sticker Kurumi. Tiếp theo là hộp 108 sticker lấp lánh đủ loại. Liam cảm ơn bạn Nhân Trần đến từ Bến Tre để ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn 119k kẻ ship.